chuẩn chuẩn vào khí thay đổi độ ăn lẩu thịt hầu lẻng mấy chị ăn tầng sắc thì nó cái gì ăn thân nhiệt cũng rồi thịt bò gan xoay ngang farm liền hạt chuẩn arua linh tiền khi ăn đã top rồi là không biết cả arua là nằm chuẩn mấy tầng lẩu chuẩn anh sẽ sắc thịt anh lấy về mà anh sẽ sắc thịt nha chúng mình về nan chuẩn à mấy khi cần phải đi này cần phải lọc sàn để cho anh sẽ sắc chuẩn phụ là anh cố sắp bằng anh bồi khác à chúng mình về nan chuẩn à mấy khi đi thùng đi về làm tấn để dễ này anh nói tiếp phần trả lòng không mấy khi tôi lại khi anh sò mà sò ya anh muốn trả tăng tăng lòng không mấy cái lái nó tên này lái chuẩn ai rồi hiện chiếu nghề nghe gì nè Atranti, kan doktor ten. Ini vok, lau kai rani lau ciu ciu dah. Ini tuh na, ale. Ini som pelina kai air rani. Ini tu engzor macam veritas takkan mana. Ini kan lau ciu ciu dah. Vawkpui nâu tới chóm lại hì đuột lễ ngài à cần đuột lâu chuẩn tạc xoay tùa là anh chè rau cái gì là anh chè chuẩn anh hùr lễ hà là anh hùr bún nâu tế anh phải thêm thầy lâu thì là chú vắng chuẩn nâu tế anh chóm lại hì chuẩn cho trà cái khám phá bằng ngài à cái chú đầm đôi cái PA CFC plastic à à bảo đặt gì cái hạn nghỉ thì cũng sẽ gặp một câu chuyện nó bởi vì trên đầu CFC plastic à anh thắng bộ thấm mấy làm đầy đồ là đầu rồi đây là vòng nấu té từ ngày nay bùi cái chú cho được hết cái lau in cho trà làm đầy cái bể thì lấy quân ar tuy tất là mỏ thì khán cho người đàn đuôi đều bị cái là nấu té quân trà bùi bộ mình để vất thịt này thì chú pá lấy cái xoay này kem khóc mấy tiền pá lấy này khi nào chú vô rầy lâu tùa thì hả vắc hả bùi đăng này tùa tùa bùi bà riêng kem bà riêng này trên tất lì trà cái tiền xong xoay lâu lâu hì trà chứ nó mì bà ngà khá chú ở vầy đi này nà hắn bà ngà này thì xong chí nè vô đá mần đâu rồi ạ bằng cho bằng này cho mai cho sòm này cho các hậu do này chú hoàng cho anh vọc thu nhà cho anh nấu tên này tấm tấm hết tràn như mày hay cái tiếng phọc, đó là cái phọc hay này có ở chung nấu tên này nên thấy có mấy gì tôi lại nhận sổ đó là cái có một chiếc này thì là tiếng phọc vụ lý dân lo không có thằng này tắm thấy có mấy gì này thế
Mình tìm phát kinh sạc là đi à hào tạc là ủng hề là khóc mấy hề mà hô vết điện không là bằng phát kinh sạc thì khói mà khóc mấy hào tạc là ủng hề không xâm hiệu ách hạt đá này dân xa khóc khóc mấy ừ, tôi lại phát tăng cái chỗ tê, muốn thả vết cái này